Chào các em, hôm nay thầy trò mình cùng học cái chuyên đề cảm ứng điện từ à. Thì ở chuyên đề cảm ứng điện từ này có những khái niệm mới, các em chú ý à. Chuyên đề này sau đó, những cái phần sau của chương trình vật lý phổ thông ở lớp 12 chẳng hạn, thì mấy em sẽ áp dụng lại cái chuyên đề này rất là nhiều để giải quyết trong bài toán hiện sẽ chiều nha, nhớ giùm thầy. Rồi, bây giờ đầu tiên cái khái niệm mới đầu tiên, khái niệm từ thông. Khái niệm từ thông ở đây các thí nghiệm ở sách giáo khoa thì thầy không nói được à. Bây giờ khái niệm từ thông, bây giờ nếu mình đặt một khung dây, đặt một vòng dây này vòng dây phẳng, vòng dây này có diện tích F. Đặt vòng dây này trong từ trường đều bơi, trong từ trường đều bơi, từ trường đều bơi này à, với góc hợp bởi n với b mà có alpha ở đó, n là pháp tuyến của một phẳng vòng dây, n vector pháp tuyến một phẳng vòng dây này à. Vector pháp tuyến mặt phẳng vòng dây rồi, vòng dây này đặt trong bồn từ điền bơi, thì lúc này khái niệm từ thông ký hiệu là chữ phi, phi này nó bằng là b nhân cho s nhân cho cos của alpha. Đây là khái niệm từ thông. Rồi, từ thông phi được xác định bằng biểu thức là b nhân s nhân cos alpha. Chú ý dùng alpha là góc hợp bởi vector pháp tuyến n của phẳng vòng dây và vector cảm ứng từ cấu từ bơi. Nhớ như vậy. Trong công thức này, khi alpha mà bằng 0 độ, có nghĩa là lúc này b nó cùng phương cùng chiều với n, thì lúc này cos alpha bằng 1, thì từ thông là từ thông cực đại, nó bằng là b nhân cho s. Được chưa? Khi alpha bằng 90 độ, b vuông góc với pháp tuyến, tức là lúc này vector cảm ứng từ b nó song song với lại mặt phẳng của vòng dây, thì lúc này từ thông phi là bạn một không à, chưa đặc biệt. Rồi, từ chỗ này mình sẽ đơn vị của từ thông, anh nhìn đây, khi alpha bằng 0, tức là cos alpha bằng 1,
B bằng 1 tesla, F bằng 1 mét vuông. Như vậy này biết rồi, thì lúc này từ thông phi, bằng 1 tesla nhân 1 mét vuông, phải không ạ? Có trong thang bằng 1 không tính. Thì lúc này từ thông phi mình thấy cái hiệu là bằng 1 VB, chữ này đọc là VB. Được rồi, W VB. Như vậy đơn vị của từ thông là VB, tương ứng nó bằng là 1 tesla nhân cho 1 mét vuông. Được chưa này? Nhớ vậy. Đấy. Như vậy khái niệm từ thông đầu tiên nhớ dùm thầy, khi có một vòng dây kính phẳng diện tích là S đặt trong một đường điều bơi hợp với pháp tuyến một thẳng không dây có alpha thì từ thông được xác định bằng biểu thức này. Được chưa? Đó, đơn vị tương ứng đơn vị là VB, nhớ nha. Rồi thứ hai, mình nói về hiện tượng cảm ứng điện từ. Các thí nghiệm, ở trong sách giáo khoa thầy không có lại ở đây nha mấy em. Thì hiện tượng cảm ứng điện từ nó như thế này nè. Đầu tiên xuất điện động xuất hiện trong một mạch kính khi từ thông giới hạn bởi mặt kính đó biến thiên. Đó thì từ thí nghiệm mình thấy được là mỗi khi mà từ thông gửi qua một mạch kính nào đó biến thiên thì trong mạch nó xuất hiện sức điện động, phải không ạ? Thì hiện tượng này, hiện tượng xuất hiện sức điện động khi từ thông gửi qua cái mạch kính biến thiên thì hiện tượng này gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Hay nói đơn giản là hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện sức điện động cảm ứng trong một mạch kính khi từ thông qua mạch kính thiên. Được chưa em? Đấy. Rồi thứ hai, dòng điện xuất hiện, dòng điện sinh ra khi từ thông biến thiên. Gọi là dòng điện cảm ứng. Đấy nè. Dòng điện sinh ra khi từ thông biến thiên tức là dòng điện sinh ra do sức điện động cảm ứng tạo ra, phải không ạ? Thì dòng điện này gọi là dòng điện cảm ứng. Rồi cái nữa, khi trong một mạch kính có dòng điện cảm ứng
thì bắt buộc nó phải có, mặt phải có xuất hiện động cảm ứng. Đó, nhớ nha, bất kể nếu trong một mạch kính có dòng điện cảm ứng sinh ra, chắc chắn là trong mạch đó sẽ có sức năng cảm ứng, được chưa? Thì hiện tượng cảm ứng điện từ từ cái thí nghiệm rút ra những kết luận này, nên nhớ, được chưa? Rồi tiếp theo, chiều của dòng điện cảm ứng. Và ở đây người ta gọi là định lực tensor. Định lực tensor. Thì định lực tensor là để xác định chiều của dòng điện cảm ứng. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng. Định lực laser xác định chiều của dòng điện cảm ứng phát biểu như sau: dòng điện cảm ứng sinh ra có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Đó, định lực lên sao phát biểu như vậy. Rồi anh nhìn đây, đầu tiên nguyên nhân mà có dòng điện cảm ứng có nghĩa là phải có sức điện động cảm ứng. Bây giờ từ thông phải biến thiên, từ thông biến thiên. Bây giờ ở đây có hai trường hợp: khi từ thông phi độ lớn này mà tăng, từ thông phi tăng, thì lúc này nè, từ trường cảm ứng do dòng điện cảm ứng sinh ra, thầy ký hiệu BC do IC sinh ra, BC do IC sinh ra cùng chiều, BC do IC sinh ra cùng chiều. Đây, từ trường cảm ứng phi tăng ngược chiều với lại B, ngược chiều của từ trường bên ngoài. Đó, ngược lại khi vẽ hình nước lên, nhìn đây, khi phi tăng nước tương như thế này, hay giả sử có vòng dây như thế này, có vòng dây như thế này, 500 bên ngoài, bên ngoài từ trường cho 500 sinh ra, 500 này từ sinh ra là ra bắt vào nam thì sẽ như thế này.
Từ trường là do Nam Châm sinh ra. Đó. Tức là bên do Nam Châm sinh ra. Ở đây, ở dưới là cực Bắc, rồi là cực Nam. Cực Nam ở đây cực Bắc. Ra Bắc vào Nam. Thì từ trường do Nam Châm sinh ra. Như vậy muốn mà từ không phi tăng lên thì từ đường B là phải tăng lên. Có nghĩa là Nam Châm là thầy phải cho chiều là đi, đi xuống. Cho Nam Châm này tiến về phía vòng dây. Phải không ạ? Nam Châm tiến về phía vòng dây thì lúc này bơi này mới tăng lên. Đó, số đường cộng từ gửi vào cái giới hạn của vòng dây này tăng lên thì từ thông sẽ tăng. Đó, như vậy lúc này dòng điện cảm ứng sinh ra có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Vậy lúc này từ trường mà dòng điện cảm ứng sinh ra này nó có chiều ngược lại chống lại. BC lúc này nó phải hướng ngược lại. Nam Châm đi xuống thì từ trường phải đi lên chống ngược lại. Đây là BC. Bên đây tương tự như vậy. BC. Được chưa? Cẩn thận nhìn thầy. Được chưa? Rồi. Lúc này từ trường do IC sinh ra có chiều chống lại nguyên nhân sinh ra nó, là nó đi ngược với chiều của Nam Châm, phải không ạ? Ngược chiều Nam Châm. Lúc này chiều của dòng điện cảm ứng em sẽ xác định bằng quy tắc cái đinh ốc hoặc là quy tắc mặt nam mặt bắc, được không ạ? Vì cái đinh ốc em đặt lên ốc dặn sao cho chiều tiến của đinh ốc chính là chiều của BC. Lúc đó chiều quay của cái đinh ốc chính là chiều của dòng điện cảm ứng. Vậy chiều này chiều đi lên, BC đi lên, chiều tiến. Cái đó phải là chiều này. Đây là chiều của IC. Dòng điện cảm ứng sinh ra. Chú ý kỹ nhìn thầy nha. Hoặc là mặt nam mặt bắc. Mặt nam là mặt bắc, và khi em nhìn vào đó, em nhìn vào đó thì cái chiều của dòng điện y này chính là cùng chiều cái đồng hồ ra bắc vào nam. Đấy mà, thì nếu cái mặt thẳng vòng dây là ngang như thế này, em nhìn ở dưới nhìn lên thì đây chính là mặt nam và mặt nam. Ở trên nhìn xuống người kia đồng hồ là mặt bắc, được không ạ? Có hai cách nhìn, được không ạ? Xác định bằng quy tắc cái đinh ốc hoặc là quy tắc mặt nam mặt bắc, nhớ như này. Đấy, rồi trường hợp thứ hai, khi từ thông phi này mà giảm phương vi giảm thì lúc này nè BC do IC sinh ra, do IC tạo ra là cùng chiều với lại B bên ngoài, đúng không ạ? BC do IC sinh ra. Ở trường hợp mà tăng thì lúc này là cùng chiều, ngược chiều. Bây giờ giảm thì BC sinh ra là cùng chiều. Em nhìn đây. Đó, nó sẽ có một dây như thế này. Thì ở đây cái Nam Châm từ trường do Nam Châm này sinh ra vẫn là ra Bắc vào Nam, từ trường B vẫn hướng như thế này. Để nha.
vẽ giống ở trên, từ trường bơi màu trắng. Đây. Từ đường bơi cho 500 sinh ra, vẫn hướng đi ra cực Bắc, phải không ạ? Vào Việt Nam. Đây là bơi. Rồi em nhớ nè. Bây giờ từ thông mà giảm, phi nó bằng là B nhân S đã cực đại có alpha, giảm khi mà các đường cảm ứng từ B này xuyên qua vòng dây nó giảm, phải không ạ? Và nó giảm khi cái 500 này mình phải kéo đi lên, đúng không ạ? Để cho 500 này dịch chuyển ra xa vòng dây đó. Và khi ra cha xa như thế thì từ trường cảm ứng BC có chiều chống lại, nó phải đi xuống ngược chiều với lại chiều của 500. Đây là BC. Đây là BC. Vậy trong trường hợp lúc này BC sinh ra có chiều cùng chiều với B trong trường hợp từ thông phi vậy. Nhớ như vậy. Đó. Rồi, vậy lúc này chiều điện cảm ứng trong cái vòng dây này xác định cái nó đi xuống. Phải không ạ? Vặn hết cái đi xuống thì chiều sẽ là chiều như thế này. Đó. Đây là chiều của IC. Quy tắc cái nền nóng hoặc là mặt nam mặt bắc ở trên nhìn xuống, mặt nam cùng chiều với đồng hồ, phải không ạ? Vào mặt nam ra mặt bắc. Đấy. Rồi như vậy ở cái định lực laser để xác định chiều điện cảm ứng, nhớ dùng dòng điện cảm ứng sinh ra có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Vậy em phải xác định được từ thông tăng hay giảm, rồi em suy ra chiều của từ trường cảm ứng. Rồi từ cái từ trường cảm ứng nè, chiều của từ trường cảm ứng, em xác định lại chiều của dòng điện cảm ứng theo quy tắc cái đinh ốc hoặc là mặt nam mặt bắc, được chưa? Đấy. Rồi cuối cùng ở đây mình nói về định lực Faraday. Rồi cảm ứng điện từ, định lực Faraday. Rồi cảm ứng điện từ, định lực Faraday có ý như này: độ lớn của xuất điện động cảm ứng tỷ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông tỷ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông. Rồi nó ngắn gọn như thế này. Đó. Biểu thức EC nó sẽ bằng tốc độ biến thiên của từ thông delta phi chia cho delta t. Độ lớn ở đây delta phi gọi là độ biến thiên của từ thông, độ biến thiên của từ thông trong thời gian delta t.
Rồi delta t là thời gian từ không biến thiên ha. Delta phi chia delta t rồi là tốc độ biến thiên của từ thông. Đó. Ở đây nếu có n vòng dây thì EC nhân thêm N là đúng không? Một vòng dây thì như thế này, còn nếu có N vòng dây thì nhân lên N là như thế này, được chưa? Đấy. Như vậy đến đây thì những cái khái niệm đầu tiên của phần cảm ứng điện từ mấy đứa nắm vững, có những công thức nhỏ nhỏ là những bài tập hoặc là xác định các chiều này nọ tập cho nó quen, được chưa? Rồi giải quyết các phần câu hỏi ôn kỹ lại, đúng không? Phần này quan trọng sẽ gắn liền với phần vật lý sau đó, hiểu không? Rồi thầy chào mẹ. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.